Dự báo thời tiết 20 tháng 7, áp thấp suy yếu, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tin về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía Nam Đài Loan và suy yếu dần. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên, khoảng 50 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây Nam áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông, trong ngày hôm nay, còn có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm nay, 19 tháng 7, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3,5 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh ở vùng biển phía Nam, cấp 1. Từ ngày mai gió Tây Nam hoạt động yếu dần. Trên đất liền các tỉnh Nam Bộ trong chiều nay và chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đây là thông tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Tin cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ. Hiện nay, ngày 19 tháng 7, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000 m, nên trong đêm nay và sáng mai, ngày 20 tháng 7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70 mm trên 12 giờ, có nơi trên 100 mm trên 12 giờ. Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 7, mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Tin nắng nóng. Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7, ở Bắc Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ trưa nay phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trưa nay phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo, ngày mai, ngày 20 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, với đới gió Tây Nam, gây hiệu ứng phơn, nên ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội, ngày mai, ngày 20 tháng 7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tối nay và chiều tối mai, có khả năng cao xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày mai, ngày 20 tháng 7, chỉ số tia UV cực trị ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 19 và ngày 20 tháng 7 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình, có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C.
phía đông bắc bộ. Vùng núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực trung du và đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, trung du và đồng bằng 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Hà Nội có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 19 và ngày 20 tháng 7 năm 2019. Trường gió nam đến tây nam cường độ yếu, thịnh hành trên vịnh Bắc Bộ, trong khi đó trường gió tây nam ở phía nam hoạt động với cường độ trung bình. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3-4. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3-4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3-4. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4-5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4-5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.